trung quốc kích động mâu thuẫn gây thêm hỗn loạn và phá vỡ trật tự quốc tế trong cuộc xung đột israel palestine khi cuộc chiến đang ngày càng trở thành tâm điểm chú ý của thời sự quốc tế liệu cuộc xung đột israel palestine sẽ biến thành cuộc chiến ba bên chính quyền ông tập cận bình đã yêu cầu vương nghị khiêu khích mỹ lại không hề quan tâm đến nhóm sinh viên trung quốc ở israel đang chờ được sơ tán để kỷ niệm cuộc biểu tình ở cầu tướng thông người dân khắp nơi trên thế giới đã hét lên đảng cộng sản trung quốc xuống đài Đặng Hiểu xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương mục điểm nóng trên kênh DBC. Khi cuộc chiến Israel-Palestine đối mặt nguy cơ leo thang, tướng Trương Diên Đình và ông Tần Bằng phân tích cho biết, khi các thế lực khác nhau can thiệp vào cuộc chiến Israel-Hamas, một số người lo lắng rằng điều này sẽ gây ra chiến tranh thế giới thứ ba. Vậy đa số sẽ dự đoán như thế nào về sự leo thang của chiến tranh và khả năng xảy ra cuộc chiến tranh ba bên? Trung Quốc kích động mâu thuẫn gây thêm hỗn loạn cho tình hình để phá vỡ trật tự quốc tế. Thưa quý vị, đối với cuộc chiến Israel Hamas đang diễn ra, Trung Quốc liên tiếp có hành động. Vào ngày 15 tháng 10, nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc ông Vương Nghị tuyên bố rằng hành động của Israel đã vượt ra ngoài phạm vi tự vệ và Trung Quốc sẽ ngăn chặn sự trừng phạt tập thể đối với người Gaza. Vào ngày 13, ông Vương Nghị tuyên bố trong một cuộc họp báo sau buổi đối thoại chiến lược cấp cao Trung Quốc EU rằng, nguyên nhân sâu xa của vấn đề Palestine nằm ở việc Palestine không thể đạt được một nhà nước độc lập và sự bất công lịch sử mà người Palestine phải gánh chịu vẫn chưa được giải quyết. Giải pháp cho vấn đề này là thành lập một nhà nước Palestine độc lập vào ngày 12, trong cuộc điện đàm với cố vấn tổng thống Brazil, ông Vương Nghị nói rằng vấn đề Palestine là cốt lõi của vấn đề Trung Đông và mấu chốt là công lý chưa được mang lại cho người dân Palestine. Ông Tân Bằng phân tích cho biết những gì ông Vương Nghị nói chắc chắn không phải là ý kiến cá nhân của ông ta. Ông Vương chỉ là người phát ngôn và người ra quyết định là ông Tập Cận Bình. Ông Trương Diên Đình cho biết về tuyên bố của ông Vương Nghị, hành động của Israel đã vượt quá phạm vi tự vệ và nên dừng lại thì hậu quả của những lập luận này sẽ là gì? Ông Trương nói tiếp, thái độ của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thay đổi đáng kể trong vài ngày qua. Ban đầu, họ tỏ ra trung lập, giờ trực tiếp đứng về phía hamas và palestine vậy các bạn có biết tại sao đảng cộng sản trung quốc lại thay đổi nhanh như vậy đối tượng mục tiêu mà đảng cộng sản trung quốc nói những lời này là ai từ những tuyên bố này cho thấy, Trung Quốc gửi tín hiệu khiêu khích tới phe quốc tế ủng hộ Palestine, từ đó thách thức trật tự quốc tế hiện nay do Mỹ dẫn đầu. Tướng quân ông Trương Diên Đình và ông Tần Bằng cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc là người chơi trong cuộc xung đột Israel-Palestine, không phải là người ngoài cuộc. Có hai kịch bản kịch bản 1 là hòa giải Israel Palestine, kịch bản 2 là xung đột tiếp tục leo thang và Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ thu được lợi ích nào lớn hơn từ hai kịch bản tình huống trên. Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc không sơ tán hoa kiều ở nước ngoài trong một thời gian dài? Nguy cơ chiến tranh leo thang ngày càng gia tăng và việc sơ tán công dân nước ngoài tại cuộc chiến cũng thu hút nhiều sự chú ý. Các nước phương Tây như Hoa Kỳ anh, Đức và các nước châu Á như Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản đều đang có những hành động tích cực để sơ tán công dân của mình. Chính phủ Mỹ bắt đầu bố trí các chuyến bay sơ tán từ ngày 13 tháng 10 đến 15 và đã cử tàu đến sơ tán công dân lên biển trở về Hoa Kỳ. Khi chính phủ Hàn Quốc cử một máy bay vận tải quân sự đến sơ tán người dân Hàn Quốc sống tại cuộc chiến, Hàn Quốc cũng đã đưa về nước 51 người Nhật Bản và 6 người Singapore tại sân bay quân sự ở ngoại ô Hàn Quốc vào tối ngày 14. Bộ ngoại giao Đài Loan cho biết tính đến ngày 13, họ đã hỗ trợ 147 người Đài Loan rời Israel bằng đường bộ và đường hàng không. Tuy nhiên đến ngày 15 tháng 10, Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn chưa thực hiện bất kỳ hành động sơ tán nào và đại sứ quán Trung Quốc ở Israel cũng không công bố bất kỳ hoạt động hay thỏa thuận cứu hộ nào trên trang web của mình. Một cuộc trò chuyện nhóm giữa các sinh viên Trung Quốc ở Israel được lan truyền trên Internet cho thấy một số sinh viên đã hỏi Đại sứ quán Trung Quốc khi nào họ sẽ lên án Hamas đã bắt cóc họ và đảm bảo an toàn cho người dân Trung Quốc địa phương. Nhưng đã bị nhân viên Đại sứ quán Trung Quốc cảnh báo không được đăng những nội dung và tin không liên quan trong nhóm. Cũng có người hỏi Đại sứ quán Trung Quốc, cái gọi là hỗ trợ toàn diện rốt cuộc là biện pháp hiệp trợ nào vậy, đồng thời bày tỏ rất thất vọng. Quốc viên Đại kỷ nguyên vào hôm đó đã gọi điện cho nhân viên đại sứ quán Trung Quốc tại Israel và nhận được phản hồi nói rằng họ chưa nhận được thông báo sơ tán nào. Nếu công dân Trung Quốc có thể đi máy bay thương mại thì nên trở về càng sớm càng tốt và cũng không có gợi ý nào cho thời điểm hiện tại. Phản ứng của đại sứ quán Trung Quốc đã làm dấy lên sự phẫn nộ trong người dân Trung Quốc tại Israel và cư dân mạng Trung Quốc. Ông Trương Diên Đình và ông Tân Bằng cho biết, nhìn từ bên ngoài nếu bây giờ Đảng Cộng sản Trung Quốc có hành động sơ tán công dân của mình cùng với các nước khác thì sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Nó có thể phát huy mạnh mẽ việc tuyên truyền cho bản thân và truyền máu cho chiến binh sói càng thêm nhiệt huyết, đồng thời tận dụng cơ hội để chiếm được cảm tình của mọi người. Nhưng tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại không làm điều này? Kỷ niệm sự kiện cầu tứ thông, các lễ tưởng niệm tự phát trong và ngoài nước Nhân kỷ niệm một năm sự kiện cầu tứ thông Bắc Kinh, nhiều hoạt động kỷ niệm đã diễn ra khắp thế giới. Vào ngày 13 tháng 10 năm 2022, người đàn ông dũng cảm đơn độc Bành Tái Chu hay còn gọi là Bành Lập Phát đã treo biểu ngữ trên cầu tứ thông ở trung tâm thành phố Bắc Kinh. Không axit nucleic, không thực phẩm, không cách mạng văn hóa, không cải cách, không phong tỏa, không tự do, không lãnh đạo, không phiếu bầu, không dối trá, không nhân phẩm, không làm nô lệ, mà là công dân. Anh Bình đã bị cảnh sát bắt giữ ngay tại chỗ và hiện vẫn chưa rõ tung tích. Để kỷ niệm sự kiện này, ông Gallagher, chủ tịch Ủy ban lựa chọn của Hạ viện Hoa Kỳ về Trung Quốc, đã công bố đề cử Bành Lập pháp làm ứng cử viên cho giải Nobel Hòa bình. Ông Gallagher nói trong video rằng: Thế giới cần nghe câu chuyện của anh Bành Lập Phát. Chúng ta không cần nghe những lời dối trá. Chúng ta cần tôn nghiêm phẩm hạnh. Ngày nay, tất cả chúng ta đều là Bành Lập Phát. Ngoài ra, người dân Trung Quốc còn tổ chức các cuộc meeting để tưởng nhớ sự kiện cầu tứ thông ở những nơi như New York, Washington DC, Boston, Los Angeles, Vancouver, Canada và London, Vương quốc Anh. Họ mang theo các khẩu hiệu như Đảng Cộng sản Trung Quốc, Hạ Đài và không cần cải cách, chỉ cần Cộng sản diệt vong. Trên nền tảng Weibo của Trung Quốc đại lục, một số cư dân mạng còn lặng lẽ gửi tin nhắn cho bành lập phát. Có người viết, đã một năm rồi, thời gian trôi nhanh quá, ở cái đất nước xem lời nói ngôn từ đều là nhạy cảm, tiếng hét của anh Bành như tiếng sấm sét làm thanh tỉnh rất nhiều người. Anh Bành cầu chúc anh bình an. Vậy ý nghĩa của việc đề cử giải Nobel Hòa Bình cho anh Bành lập phát là gì? Từ sau sự kiện cầu tứ thông xảy ra vào năm ngoái đã dẫn phát phong trào giấy trắng, sau đó Đảng Cộng sản Trung Quốc hoảng loạn và dỡ bỏ lệnh phong tỏa Zero Covid mà không báo trước. Sau đó các ca nhiễm, trùng và tử vong xảy ra trên khắp Trung Quốc. trong sự hỗn loạn này các cuộc biểu tình đã lắng xuống có lẽ bạn không biết rằng sự kiện cầu tư thông càng có sức ảnh hưởng lan truyền lâu dài hơn thông tin vừa rồi đã khép lại chương mục điểm nóng của DBC chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.